Chiều ngày 2 tháng 7, ông Nguyễn Duy Linh, Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết, liên quan đến vụ một công nhân bị đá đè tử vong khi thi công dự án cao tốc Bắc Nam ở xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, Phú Yên. Đơn vị này đã vào cuộc kiểm tra hiện trường, lấy thông tin sơ bộ định hướng điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định. Cũng theo Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Phú Yên, đơn vị đã có cuộc làm việc sơ bộ, yêu cầu Ban Quản lý Dự án 7 Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư dự án và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tự lập, nhà thầu xây lắp liên quan đến vụ việc, cần báo cáo, cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan để phục vụ công tác điều tra và xử lý trách nhiệm cụ thể các bên. Ông Linh thông tin thêm, theo kiểm tra sơ bộ hiện trường, chiếc xe đào này đang đào ủi khu vực núi để phục vụ dự án đường cao tốc. Đây là hạng mục thi công khó, cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng các yêu cầu và biện pháp thi công và an toàn lao động. Trước đó, vào chiều ngày 1 tháng 7, công nhân Ngô Thanh Hắc, 38 tuổi, ở thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, đang điều khiển máy đào để thi công tại một quả núi, phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam, đoạn Chí Thạnh, Vân Phong, thì bất ngờ bị một tảng đá núi lớn đè bẹp cả máy đào, dẫn đến tử vong tại chỗ. Ngày 2 tháng 7, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 28 tháng 6, sau khi nhận được thông tin từ một bệnh nhân bị phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng, địa chỉ 3436 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, vẽ bệnh môi tiền, lập tức Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh BA03 kiểm tra hoạt động tại phòng khám trên và giải cứu bệnh nhân ca. Theo bệnh nhân ca, qua thông tin quảng cáo trên mạng, bệnh nhân đến phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng để khám và tư vấn dịch vụ chấm dứt thai kỳ với chi phí khoảng 20 triệu đồng. Tuy nhiên, lúc bệnh nhân đang ở trong phòng mổ để thực hiện thủ thuật, bác sĩ tại đây cho biết nếu bệnh nhân muốn không đau và an toàn thì phải chọn gói dịch vụ với giá hơn 60 triệu đồng. Vì quá lo sợ và đang nằm trên bàn thủ thuật nên bệnh nhân đã đồng ý. Nhưng do không có tiền chi trả nên bệnh nhân phải gọi người nhà đến để thanh toán hết số tiền trên thì mới được ra về. Thanh tra sở ghi nhận, phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng có dấu hiệu vẽ bệnh moi tiền bệnh nhân và có nhiều vi phạm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Ngày 2 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Irosai, huyện Karongpa, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ tử vong, gồm 2 cháu 4 tuổi và 1 cháu 2 tuổi, cùng trú buôn Bujik, xã Irosai. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 1 tháng 7, sau khi đi làm về, phát hiện con không có mặt tại chòi rẫy ở buôn Ban, xã Irosai, nên gia đình bà Rohs đi tìm. Kết quả, gia đình bà phát hiện thi thể cả 3 cháu nhỏ nói trên tại ao nước của gia đình. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Karongpa, tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn. Ban chỉ huy đồn biên phòng Tây Yên, bộ đội biên phòng Kiên Giang cho biết, lúc 21 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7, đơn vị nhận được tin báo có một phương tiện thu mua hải sản trên đường từ đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, vào đất liền thì bị sóng lớn đánh lật úp. Lực lượng cử một tổ công tác gồm 5 đồng chí do Trung tá Bùi Khắc Dương, đồn trưởng chỉ huy, trưng dụng một phương tiện của người dân khẩn trương ứng cứu. Đến 1 giờ 15 phút ngày 2 tháng 7, tổ công tác đã cứu được 2 nạn nhân đang trôi dạt trên biển, cách Hòn Tre về hướng đông bắc khoảng 2 hải lý. Tiếp đó, tổ công tác liên lạc gia đình của 3 nạn nhân còn lại để phối hợp tìm kiếm. Sáng ngày 2 tháng 7, gia đình nạn nhân tìm được một người bị sóng đánh dạt vào trụ điện số 6. Hai người còn lại cũng được lực lượng cứu nạn tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn hơn 3 hải lý. Hiện sức khỏe của 5 người đã ổn định, đơn vị cũng đã hỗ trợ phương tiện đưa người bị nạn về với gia đình. Chiều ngày 2 tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ nhận được tin, một xe tải chở thư báo bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc Nam, đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45, thuộc địa bàn huyện Hà Trung. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ đã điều động một xe chữa cháy, một xe bồn cùng 10 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, các chiến sĩ đã đưa được một số hàng hóa trên xe ra ngoài, tuy nhiên vẫn còn một số hàng hóa bưu phẩm bị thiêu rụi trước đó.
Ngày 2 tháng 7, theo kênh truyền hình CNN, Sở Cảnh sát thành phố Baltimore thuộc bang Maryland, Mỹ cho biết một vụ xả súng đã xảy ra tại khu South Baltimore trong đêm ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, làm ít nhất 30 người thương vong. Theo đó, vụ xả súng khiến ít nhất 2 người chết, 28 người bị thương. Những người này bị tấn công trong lúc hàng trăm người tập trung cho một sự kiện gọi là Ngày Brooklyn tại khu 800 thuộc đại lộ Retina. Kênh tin tức Fox 45 Baltimore dẫn lời một nhân chứng cho biết đã nghe thấy 20 đến 30 phát súng được bắn tại hiện trường. Cảnh sát Baltimore cho biết đang huy động mọi nguồn lực trong khả năng để tìm ra thủ phạm.